Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một ngày sinh tồn hả? Và bây giờ mình có một cái thông báo nhỏ nhỏ, đó chính là mình đã học online được. Bây giờ hiện tại giờ là mình đang trong giai đoạn học online nha. Và mình đã học online được tổng cộng là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bữa nay là thứ bảy. Được 4 ngày các bạn. Ngày hôm nay là ngày thứ tư nè. Hôm nay là ngày thứ tư đó, mình đã học được học online được 4 ngày rồi. Và cái ngày hôm nay là cái ngày thứ bảy và cũng là cuối tuần luôn đó. Ngày mai là ngày chủ nhật, mình sẽ nghỉ đó. Thì mình thông báo cho bạn biết đó, để kiểu như là sao nhỉ, thì cái series này nó sẽ phải kéo dài thêm nữa bạn ơi. Bây giờ đơn giản là lớp 11 nó chép bài rất là nhiều bạn đó. Và nó khổ một cái là mình phải thức dậy từ sớm bạn. Mình không biết chỗ bạn như thế nào, nhưng mà riêng ở chỗ mình thì 7 giờ thì nó đã vô học rồi đó, cho nên thành ra là, và trong khi đó mình lại là một thằng gọi là thức khá là khuya các bạn đó. Mình thức khá là khuya cho nên thành ra chỉ là mình còn bị khó ngủ nữa. Mình thức khuya là do mình khó ngủ thôi chứ không có gì cả đó. Mình khá là khó ngủ đó, cho nên thành ra là sau khi mà kiểu như là ngủ xong tầm 12 giờ hay 1 giờ đêm gì đó, kiểu như là mình mới ngủ được các bạn đó. À, nếu như mà mình điện thoại vẫn còn đầy pin nha, điện thoại vẫn còn đầy pin thì có thể là mình sẽ gọi là nghịch điện thoại, bằng điện thoại tầm đâu tới 12 giờ 11 giờ đêm hoặc là tới 1 giờ đêm á. Nên thì lúc đó thì cái cơn buồn ngủ nó mới mình cái cơ thể mình nó mới bắt đầu nó có cảm giác buồn ngủ mà đó. Thì nó là như vậy. Rồi chính vì cái lý do đó cho nên là sáng mới 6 giờ đúng không? Thì 6 giờ mình thức dậy, rồi kiểu như ăn uống rồi chuẩn bị vào lớp phải bạn đó. Cho nên thành ra là sáng thức dậy thì nó khá là đuối đó. Thì sau khi mà học xong đó thì mình để ngủ trưa luôn bạn, ngủ trưa luôn. Bây giờ đơn giản là ngủ trưa đủ giấc. Mình không biết là mình đã ngủ mình không biết là mình ngủ bao nhiêu tiếng mới đủ đó. Cho nên là buổi trưa thì mình cái gì thì nói chung là ngủ trưa đủ giấc thì buổi trưa mình lại buồn ngủ và mình lật ngang mình ngủ tiếp thôi đó. Cho nên thành ra là vào cái khoảng thời gian đó thì mình có thể gọi là chép bài và làm bài tập cho nó xong xuôi hết, sau đó mình có thể quay video được ha đó. Thì nói chung là mình thông báo cho bạn biết là kiểu như là hiện tại bây giờ là mình học online rồi, có thể là cái tốc độ ra clip nó còn chậm hơn thường ngày nữa, bởi vì thường ngày là mình đã lười rồi bạn, mình lười rồi mà bây giờ là học online nữa thì mình lại cộng thêm cái độ lười của mình nó, cho nên thành ra là cái thời gian ra video thì nó sẽ gọi là chậm hơn hay cái nọ. Thì nói chung là kể đi chậm nhưng mà kiểu mình sẽ gắn tạp cho nó xong, mà nó xong cái series này cho nó rồi đó. Thì bạn nào mà kiểu như là theo dõi cái series này từ 2 tháng trước, 2 tháng trước nha, nhắc lại là 2 tháng trước cho tới tận thời điểm bây giờ mà không bỏ sót một video nào về cái series này thì mình rất cảm ơn các bạn đó. Bây giờ đơn giản là các bạn sao ta, rất là khỏe khoắn, rất là anh dũng vì mới có thể chịu đựng được cái sức tra tấn về cái chất lượng video của mình. Bây giờ là vậy, cái chất lượng video của mình rất là dở và rất là tệ mà các bạn sẵn sàng coi hết tất cả các tập từ 2 tháng trước cho đến tận bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã có một ý chí vô cùng anh dũng để cho mình tra tấn bằng những cái video cực kỳ là tệ hại. Rồi thì mình chỉ nói đơn giản thôi, đó là bây giờ là học online rồi đó, cái tốc độ ra clip thì nó sẽ còn chậm hơn đó, vậy thôi. Rồi đơn giản thôi. Rồi thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục mình xây thêm mấy cây cột khác xung quanh đây nữa cho nó xong luôn đó. Như tập trước mình đã làm xong một cái cây cột siêu to khổng lồ rồi, và nó lại có một cái vấn đề, đó là cái chỗ này nó spawn quái. Mà kệ đi, tôi không muốn nói nữa mọi người, tôi không muốn nói nữa đó. Bây giờ đơn giản là cái chỗ này nó khá là to nè, cái chỗ này nó khá là to cho nên thành ra là cái khả năng nó lại spawn quái à, cho nên thành ra cái chỗ này nó khá là to cho nên thành ra nó che khuất mặt trời, thì thấy là cái chỗ này nó bị tối, mà nó bị tối thì sao, nó là spawn quái à, rất là hay ho. Rồi thì hôm nay là ngày 631 à, ôi 631 luôn, kinh vậy. Ủa tôi nhớ tập trước là 630 mà, kỳ vậy ta, hay là tôi nhớ lộn? Rồi xong rồi, nhớ lộn rồi kệ ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình xây hết tất cả những cái cột xung quanh đây, những cái cột còn lại cho nó xong hết luôn ha đó. Và mình sẽ gần như là cắt bỏ cái đoạn đó đi cho cái thời gian video nó ngắn lại một chút mà đó.
chứ dài quá coi nó cũng hơi ngán mà nó dài quá thì xem nó cũng hơi bị ngán ha. Rồi và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình gọi là mình xây xong những cái cột này đó. Và nếu như mà xây không kịp á, thì bây giờ là 8 giờ rồi, mình sẽ xây tầm tới 10 giờ đi, nhưng mà 10 giờ thì sau đó tới xây tới 10 giờ thì mình sẽ gọi là quay trở lại, nó mình sẽ quay tiếp, mình sẽ quay tiếp mình nói rằng là mình đã làm tới cái công đoạn nào rồi đó. Thì cứ như vậy cho tới qua ngày hôm sau mình cũng sẽ làm như vậy thôi. Ngày mai là chủ nhật thì mình sẽ có khá là nhiều thời gian, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không có nhiều thời gian lắm đâu. Bây giờ đơn giản là ngủ trễ lắm mọi người đó, tôi ngủ trễ lắm, sáng thức dậy là tầm 11 12 giờ rồi, không phải chép bài nữa đó, cho nên thành ra là thời gian nó cũng chả được nhiều đâu. Rồi ok vậy thôi, lèn bèn quá. Rồi hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình xây xây xong mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ơi, và đây là những gì mà mình làm được. Chỉ đúng duy nhất có cái cột này thôi đó. Và tất nhiên là nó bị thiếu đồ, mà tức là nó bị thiếu cái đá phát sáng này nè. Đá phát sáng này là mình trao đổi với tụi dân làng à, và tất nhiên là mình bị thiếu bạn ơi, mình bị thiếu. Thì nói chung là mình bị thiếu thì mình đi vào mình mua thôi, nhưng mà xưa cái vấn đề đây á đó là mình không có đủ vàng các bạn, mình không có đủ vàng để mà nói chung là vàng cũng hết trơn rồi. Vàng của mình bây giờ là không còn bất kỳ một cái cục vàng nào luôn để mà mình trao đổi với lại cái mấy con dân làng lên một á. Mình lấy vàng mà trao đổi với nó, mình lấy emerald rồi kem emerald đó, rồi sau đó mình dùng kem emerald đó mình mua mấy cái đá phát sáng này đó, rồi sau đó mình lắp lên đây đó, nên là như vậy thôi đó. Thì nói chung bây giờ là vàng của mình hết sạch rồi, là hết sạch rồi đó. À, đi nhưng mà đi farm thì nó cũng khá là lâu đó, cho nên thực ra là mình đã quyết định là mình lấy cái đống thịt thúi, mà cái đống thịt thúi mà ở dưới cái lò pha cái máy farm zombie Big Ben đó. Cái máy farm zombie Big Ben đó mình đem lên đây nè. Mình lấy đống thịt thúi đó mình đem lên mình trao đổi với mấy con dân làng lên một á. Mấy con dân làng lên một nó có trao đổi thịt thúi không nè, nó có trao đổi thịt thúi luôn đó. Và mình dùng cái số emerald này mình mua đá phát sáng đó, rồi mình mua cũng được khá khá đó bạn đó. Nhưng mà bây giờ 11 giờ rồi, nói chung là nó cũng 11 giờ bạn ơi đó, giờ mình phải đi ngủ, nếu không sáng mai là mình thức dậy trễ lắm, mà mình thức dậy là siêu trễ luôn á. Lúc đó là bài là chép không được, bài là chưa chép xong nè, bài là chép không xong rồi thôi, bài chép không xong video làm cũng không được luôn đó, nó khổ vậy đó. Rồi thì đây là toàn bộ những gì mà mình làm được trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó, nó vậy thôi. Và hôm nay là ngày 643 rồi đó, tức là tính ra là mình đã ngủ liên tục, mà mình đã ngủ trong game nha, ngủ liên tục á, nhưng mà bây giờ nó mới có 643 á, thử không ngủ cái nó còn ghê, là nó còn chậm tới cỡ nào á. Nhưng mà theo mình nghĩ nha, theo mình nghĩ với cái tốc độ này nè, với cái tốc độ này nha, 1.000 ngày chắc chắn nó sẽ tới sớm rồi bạn. Bởi vì đơn giản là như bạn thấy nè, đây cái một cái cột này thôi mà mất của mình mấy tiếng đồng hồ á, một cái cột này thôi mà mất của mình hết mấy tiếng đồng hồ á. Thì cái khả năng cao là có thể là xây xong mấy cái cột này nè, mấy cái cột ở đây nè, là có thể là mình sẽ gọi là cái con này có giáp gai luôn à, con zombie nó có giáp gai luôn kìa. Thì có thể là xây xong mấy cái cột này, một cây đây gồm mấy thêm mấy cái cây khác nữa, thì có thể là nó hơn 1.000 ngày luôn đó. Theo như mình ước tính là vậy nha, cái là theo như mình ước tính thôi. Rồi ok thì game thôi. Rồi, hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Bye bye. Ok bạn ơi, mình đã quay trở lại ở đây, và hôm nay thì xui một cái là hôm nay nó bị nhà mình nó bị cúp điện mọi người. Cúp điện hay còn gọi là mất điện đó. Ở ngoài Bắc người ta gọi là mất mất điện, còn còn chỗ tôi gọi là cúp điện không à. Đó, cúp điện. Đó. Thì xui một cái là hôm nay nhà mình bị cúp điện bạn. Cúp điện từ sáng cho tới 1 giờ chiều. Đó, vậy thế là 1 giờ chiều sau khi có điện thì mình phải tất bật mình đi chép bài các thứ bạn đó. Thì nói chung là mình chép bài thì thôi, nó chép bài cho nó đầy đủ bài vở được cái nọ thôi đó. Còn cái việc mà học bài hay không thì thật sự bây giờ là vẫn chưa có, mình vẫn chưa thấy có dấu hiệu trả bài bạn. Quên, có môn văn bạn, môn văn hình như là mình nghe nói hình như có trả bài đó. Nghe nói vậy á. Có môn tin học nữa bạn, có môn tin học là có trả bài nha. Nhưng thì nói tóm gọn bây giờ là mình cũng đã chép bài được cũng khá bạn đó, mình chép bài cũng được khá rồi đó. Thì không thể nào nói là đầy đủ hết được, nhưng mà có giờ cũng khá là nhiều rồi đó, cũng chả có gì đó. Và sau khi chép bài xong thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại tiếp tục với ván game này đây. Rồi thì hôm nay lại ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình
thực hiện cái công việc xây những cây cột này. Và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình làm. Dạ, mình sẽ cập nhật. Dạ, mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn sau sau khi mà tới tầm 11 giờ đêm. Ok, mình sẽ tới 11 giờ đêm mình sẽ cập nhật cho tình hình cho các bạn biết là mình đã làm tới đâu, mình đã làm được những cái gì. Rồi, được thôi. Ok. Mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ơi. Đó, và ta đã làm xong được thêm một cái cột nữa các bạn. Đó. Thì bây giờ là 11 giờ, gần 12 giờ các bạn, nhưng mà nhà mình vẫn còn thức. Bây giờ đơn giản là hôm nay là nhà mình có công việc bạn. Đó, cũng như là thực ra là chuẩn bị đó bạn, làm bánh làm đồ này kia nọ, kiểu như là ba cái kiểu là đồ ăn các bạn, đồ ăn thức uống đó, rồi sau đó đem đi bán các bạn, nó bán đồ ăn đó. Đó thì hiện tại bây giờ là nhà mình vẫn còn thức đó vì cái lý do là cơm áo gạo tiền thôi bạn, nó cơm áo gạo tiền thôi. Đó, giờ mình đã làm xong một cái cột này rồi. Đó, thì các bạn, có nhiều bạn sẽ thắc mắc là úi trời ơi, từ 7 giờ mấy cho tới tận 11 giờ đêm gần 12 giờ mà mày xây được có một cái cột hả? Không có bạn, đúng ra là cái cột này nó có thể là đã hoàn thành xong lâu rồi, nhưng mà mình bị thiếu cái này đó. Và thứ hai nữa là mình cũng bị thiếu emerald luôn đó. Và thế là mình phải đi farm vàng bạn, mình phải đi farm vàng thiệt là nhiều. Mình farm tới tận như là từ 9 giờ đúng không ta? Từ 9 giờ cho tới tận 10 giờ luôn bạn, mình farm tới tận 10 giờ luôn đó. Cho nên là nó tới tận bây giờ mình mới hoàn thành xong, chứ có thể là mình có thể hoàn thành xong trước 11 giờ luôn rồi đó. Đó, có thể luôn nha, có thể là mình sẽ hoàn thành xong. Nếu mà không đi farm á, nếu mà không đi farm để mà đi farm á thì mình có thể là đã hoàn thành xong trước 11 giờ luôn rồi, có thể thôi. Ok. Đó. Và sẵn tiện đây thì mình cũng đã thay đổi lại cái thiết kế cho này một chút. Đó là ở ngay cái chỗ này thì nó bị tối. Đó, và nó cũng spawn quái nè, cho nên này ra là mình đã quyết định đặt đèn về trong đây. Đó, kia trang trí vừa để tránh spawn quái và vừa tránh trang trí, vừa để trang trí mà vừa để quái nó đừng có spawn ra luôn nha bạn. Đó. Và ở bên bên đây thì mình nhìn thấy nó như vậy nè. Đó. Ok. Rồi. Thì hiện tại bây giờ xung quanh mình tạp âm nó hơi ồn xíu cho nên là mong bạn thông cảm nha. Đây bên đây mình cũng đã làm luôn rồi. Đó. Và chúng ta đã hoàn thành xong được hai cái cột. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía tận bên xa kia để mà mình cho bạn xem. Và hôm nay là ngày 661 luôn rồi. Chà. Hay ho dữ à. Ok, giờ thì nó cũng đã tối luôn kìa. Đây ta sẽ đặt cái giường xuống đây rồi ta ngủ đi. Đó. Ngủ một cái và chúng ta sẽ qua ngày 662. Đây 662. Ok luôn. Đó. Thì có thể nha bạn, có thể ngày mai mình sẽ đẩy tốc độ lên bạn. Đó, tức là mình sẽ xây nhanh hơn, mình sẽ kiểu lít chuột lên bạn. Đó, mình lít chuột cực kỳ ghê. Đó, lít chuột như nè. Đó, lít chuột kiểu như là xây cho nó nhanh nhanh xíu xíu bạn. Chứ cái khả năng lít chuột của mình nó còn khá là chậm ha. Thì như bạn thấy đây thì nó đã có thêm một cây cột nữa, tổng cộng hai cây. Và cái cây này thì nó khác biệt ở cái cây này một chỗ, cái cây này nè, nó khác biệt cái cây này ở một chỗ á. Nó là ở bên đây, đây nó có hai mặt. Đây. Nó có tổng cộng là hai mặt. Hai cái mặt để mà phát sáng. Đây nó như vậy đây. Đó ok, nó vậy nha. Rồi, đó. Rồi thì ngày mai mình sẽ cố gắng mình gọi là đẩy nhanh cái tốc độ lít chuột lên bạn, chứ khả năng lít chuột của mình á hiện tại bây giờ nó vẫn còn khá là chậm bạn. Đó. Thì nói chung là mình lít chuột khá là chậm nha, cho nên thành ra là bây giờ mình ngày mai mình sẽ tranh thủ bữa nay mình sẽ kết thúc video tại đây đi. Đó, ngày mai thì mình học online đó bạn, ngày mai mình cũng phải học online nữa. Đó. Thì học xong mình phải coi thử là có bài nào để dành chép không, có bài nào để chép không, có bài nào cần soạn không, nhất là ngữ văn mà. Ngữ văn là soạn là hơi bị nhiều á. Ngữ văn là soạn là hơi bị nhiều luôn. Cho nên bây giờ thì mình cũng phải đi ngủ sớm, sáng mai là mình phải học online bạn, 7 giờ là học rồi, 7 giờ là học rồi đó bạn. Đó. Cho nên đó là mình phải đi ngủ. Bây giờ mình phải kết thúc video và mình đi ngủ, ngày mai mình làm tiếp. Đó. Rồi. Và ngày mai mình sẽ kiểu như mình cố gắng mình lít chuột thiệt là nhanh bạn. Đó. Chứ cái khả năng lít chuột của mình bây giờ nó còn khá là chậm ha. Đó. Mình sẽ kiểu lít chuột thiệt là nhanh vào. Đó. Lít chuột thật là nhanh vào như này nè. Đó, kiểu như là để cho cái tốc độ mà kiểu như là cái tốc độ xây dựng của mình nó nhanh lên một xíu bạn. Chứ mình đặt lốc mà nó cũng, cho nên bởi vì đơn giản là mình xây lâu á là cũng do một phần là mình lít chuột khá là chậm các bạn. Đó, cho nên là nó cũng là một cái nguyên nhân làm cho cái tốc độ xây dựng của mình nó cũng khá là bị trì trệ ha. Rồi ok, hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Rồi giờ thì thoát game thôi. Rồi bye bye nha. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình và chúng ta cùng nhau đến với chào bạn thôi.
Tính ra là lời chào đó là chào đầu video bạn, mà bị liệu bạn quên cái chủ mà chào ra chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Cái đó chào rồi, chào ở đầu video rồi nhưng mà quên, bị liệu mấy ông ạ. À, bị liệu thôi chứ không có gì hết á. Rồi bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái công việc đó là xây thêm những cái cột này. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ xây nhiều nhất có thể nha. Và chưa giữ chân là mình thấy là chúng ta bị thiếu đá rồi đó, và có thể là chúng ta phải đi farm đá luôn các bạn đó. Mình nghi luôn á, mình nghi lắm. Không nghi gì, nó chắc chắn luôn, chắc chắn 100% luôn là bữa nay bị thiếu. Ngày hôm nay là sẽ bị thiếu nha. Rồi và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình gọi là chúng ta xây, nói chung là mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn vào lúc bây giờ là 1 giờ chiều rồi, thì mình sẽ cập nhật cho tình hình cho bạn vào tới lúc 10 11 giờ đêm đi, 10 giờ qua 11 giờ đêm á, mình sẽ cập nhật tình hình cho bạn xem sao. Ok vậy thôi à, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình chơi game tới 11 giờ đêm. Và hôm nay là ngày mấy rồi, hôm nay là ngày 662 rồi. Ok bạn ơi, không biết lý do gì sao mình đang treo máy mình farm đá mà tự nhiên mình chết chắc luôn bạn, không hiểu lý do luôn bạn. Ok bây giờ mình phải TP lại về nhà thôi bạn ơi. Ôi bãi nồi à, 5 6 9 4 âm 1 7 26 đúng không ta, mình cũng không nhớ rõ lắm. Ây chết rồi, ơi thiệt tình chứ, 596 4 âm 1 2 7 6. Ây trời ơi, không hiểu luôn trời, không biết lý do sao tôi tự nhiên tôi chết luôn á. Âm 1 2 7 6 loạn rồi bạn ơi, gói quá kìa, không hiểu lý do sao chết luôn trời. Giờ ok bây giờ mình sẽ đập cái này ra ha, có khi nào là cho mình lỡ tay đập chúng là lava không ta. Khoan khoan khoan, để coi coi. Ủa ủa how, mà cách nào mà tôi ra được bên ngoài này vậy? Cái này mình treo máy mình không có canh bạn, mình treo máy cho mình bỏ đi luôn à, chứ mình không có gọi là kiểm tra ha. What the hell, tại sao tôi lại bị đánh ra ngoài đó là thế nào? Ê, đừng nói là skeleton nó có tầm bắn xa tới mức độ luôn nha, đừng có nói với tôi là skeleton nó bắn nha trời. Ôi nhìn không vui rồi đó. Ôi không vui chút nào rồi đó nha. Ok rồi thì đây để mình đổi lại cái chỗ điều khiển mới được. Rồi ok, lỡ rồi thì thôi ta sẽ đi ra ngoài kia nhặt lại đồ thôi. Trời ơi, 190 mấy cấp, 100 190 mấy cấp của tôi bây giờ tăng theo mấy khó luôn rồi. Con skeleton khốn nạn, bà nội tụi mày. Rồi xong rồi, vậy là có thể bạn, lúc nãy mình cũng không nhìn rõ lắm, lúc nãy mình cũng không nhìn rõ lắm là mình chết do cái gì đó, cho nên là cho nên là mình cũng không nhìn rõ lắm là mình chết do cái gì đó, cho nên là mình cũng không biết là mình chết vì bị con gì đánh ha. Đó cho nên là thôi kệ đi, bây giờ thì cấp độ thì nó cũng đã mất rồi đó, chết thì cũng đã chết rồi, cho nên là thôi chịu biết sao giờ. Rồi, ok bây giờ thì mình nghĩ là ta nên cần bảo vệ thêm chút chỗ này đi. Ê, luôn không hiểu lý do sao tự nhiên chết luôn trời, tự nhiên khi không cứ chết à, ngộ nghĩnh. Rồi để mình thoát ra, mình vào game lại bạn, để mà nó tắt cái chế độ cheat đi. Rồi để mà nó tắt cái chế độ cheat đi, chứ nó không nó cái chế độ cheat nó vẫn còn tồn tại thì nó hơi bị phiền ha. Rồi ok rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình treo máy ở đây. Ôi trời ơi, lỡ tay ấn nhầm chuột nó đi nguyên một hàng này luôn đó, rồi nước nó đẩy ra nước nó đẩy ra hỏi sao không bị scan lên tình bắn chết. Rồi hiểu ha, cái này là do một sự cố kỹ thuật không may. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình ở đây mình treo máy ha bạn đó. Và chừng nào mà kiểu như là 4 cây cuốc các bạn, 3 cây cuốc thôi, 3 cây cuốc này của mình, 3 cây cuốc kim cương này của mình nó còn 1 chấm đỏ thì mình sẽ tiếp tục công việc xây dựng thôi. Ok vâng, và mình đã quay trở lại ở đây. Rồi và bây giờ nói thiệt chứ chúng ta đang gặp một vấn đề khá là nghiêm trọng,
đó là chúng ta đã hết đá phát sáng rồi bạn, mình đã hết đá phát sáng rồi nha. Đó, đá phát sáng của mình nó đang bị thiếu. Đó. Và tất nhiên thì bây giờ chúng ta muốn có thì chúng ta phải đi trao đổi với tụi dân làng. Đó. Và hiện tại bây giờ cái thứ mà duy nhất á, chúng ta có thể trao đổi một cách thoải mái duy nhất luôn. À, đó chính là vàng các bạn. Vàng là cái thứ mà chúng ta có thể trao đổi một cách thoải mái nhất đối với những cái con dân làng lên mục. Chúng ta vừa chúng ta trao lấy vàng để trao đổi với nó, rồi chúng ta lấy emerald. Và từ cái emerald đó chúng ta trao đổi, chúng ta lấy ngược lại cái đá phá sáng từ mấy cái con đó ha. Đó. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng que, dụng gậy đó, gậy đó mà trao đổi với lại mấy con mà họ làm cung tên đó. Nhưng có một điều á là mấy con nó trao đổi cái giá khá là cao à. Đó. Đó chính là mỗi lần trao đổi là 32 cây mà, 32 cây que đó. Cho nên là chúng ta là phải kiểu như là chữa trị cho nó bạn, kiểu cho zombie đánh nó nè, sau đó chữa trị cho nó tầm 2-3 lần thôi, 2-3 lần thì mai ra nó mới giảm giá xuống còn 1 mà đó. Cho nên là nó khá là chua chát cho đó. Nhưng mà nghe cái con chân làng, cái con chân làng mà lên mục á thì chúng ta chỉ cần tốn 3 vàng à, chúng ta chỉ cần tốn 3 vàng để mà trao đổi với nó thôi đó. Nhưng mà mình đã kiểu như là cho zombie đánh với con như là nó hết trơn rồi, coi như mình đã chữa trị cho nó hết luôn rồi đó. Bên cho nên bây giờ cái số lượng vàng chúng ta trao đổi để mà lấy emerald chỉ còn lại là một cục vàng trao đổi được một cục emerald đó, vậy đó. Và từ một cục emerald đó chúng ta trao đổi, chúng ta lấy một cái đá phát sáng đó, nó rất là lời cho đó. Và hiện tại bây giờ là mình đã hết vàng rồi, mình hết vàng luôn, mình cũng hết đá phát sáng luôn, cho nên hình như là chúng ta sẽ phải bắt buộc farm của bạn, farm vàng ở đây đó. Giờ mình nghĩ là mình sẽ farm tới tận 11 giờ luôn mà, bởi vì đơn giản là mình thấy nếu như mà mình farm tới tận 10 giờ á thì cái số lượng nó mình nghĩ là nó không đáng là bao nhiêu hết đâu bạn đó. Mình nghĩ cái số lượng nó không đáng là bao nhiêu hết đâu, cho nên hình như là mình quyết định là mình sẽ farm tới tận 11 giờ luôn. Ok rồi, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình farm xong. Chúng ta đã quay trở lại và mình bây giờ mới có 10:45 thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên dừng thôi bạn. À, nên dừng thôi. Bây giờ dạng mình cũng hơi kiểu như là cũng hơi hơi lười á. Nó cũng khá là lười rồi. Nên giờ cái thứ hai nữa là ngày mai phải học online bạn. Ngày mai mình là phải học online rồi, cho nên ra là chúng ta nên nghỉ sớm một xíu để mà còn phải học hành các thứ nữa. Chứ nếu không thì sáng mai là mình thức dậy không nổi thì bây giờ đơn giản mình thức khuya quá thì sáng mai mình sẽ thức dậy không nổi. Mà cho dù thức nổi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ khá là mệt đó bạn. Kiểu như đã thức rồi nhưng mà cứ được phải nằm trên giường kiểu như lăn lăn 2-3 vòng nữa. Còn đi ra ngồi trên chức đi ra ngồi trước cái máy tính thôi còn phải ngáy nè, còn mặt mày lơ đơ các thứ đó. Không biết trời chăng mây nước gì hết đó. Thì cái đó thì nếu mà như vậy thì nó khá là phiền ha. Ok rồi, chân tiền ở đây mình sẽ thu thập hết cái đống vàng ở đây luôn đó. Ta sẽ lấy hết cái đống vàng ở đây rồi sau đó mình sẽ grab nó lại thành những cái khối, rồi ta sẽ quay trở về thế giới thực để mà gọi là nói chung là quay rồi sau đó ta sẽ quay trở về thế giới bình thường ha, quay trở lại trần gian. Đúng rồi, ta sẽ quay trở lại trần gian mọi người đó, chứ ai rảnh đâu ở địa ngục hoài. Và vâng, và ta đã quay trở về nhà rồi đây. Ok thì cái lý do mà mình phải đi farm vàng khá là lâu như vậy á là vì mình bị thiếu cái đá phát sáng mọi người. Mình bị thiếu cái đá phát sáng, thế nó mới cày chứ. Thiệt luôn á. Sai nói chung là cái lý do thì chính vì thiếu cái đá phát sáng đó mình bắt buộc phải đi farm vàng để mà gọi là ta có thể có emerald đó mà ta trao đổi cái đá phát sáng với con dân làng lên mục mọi người. Đó. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì nhân tiện này mình cũng sẽ cho bạn xem luôn, đó là cái công việc xây dựng của mình nó đã tiến triển tới đâu hả. Rồi, đây là ngày bao nhiêu đây, ngày 600.5 rồi, qua wow, còn 5 ngày nữa thôi qua ngày 700 rồi mọi người. Cha mình nghi là kiểu này không kịp mọi người, mình nghi là 1.000 ngày hình như là không
xế. Mình nghĩ là sau khi mà làm xong cái kim tự tháp này 1.000 ngày là nó hút một là nó hơn 1.000 ngày luôn mọi người. Mình nghĩ thôi nha, mình nghĩ thôi. Không mà coi chừng có đó, coi chừng là có đó nha mọi người, coi chừng là có đó. Ok mọi người, đây là cái những gì mà mình làm được. Ai ở đây thêm một cái cột nè, hoàn thành được thêm một cái cột nữa. Và cái cột ở bên đây thì vẫn còn đang làm dở nè, đây vẫn còn đang dang dở đây. Vì một cái lý do hết sức là tào lao, đó chính là thiếu cái đá phát sáng. Thiếu cái đá phát sáng mọi người à. Cây cú thề thề luôn, thiếu gì cũng thiếu, thì thiếu cái đá phát sáng. Ok rồi, thì bây giờ thì mình có mang theo ở dưới địa ngục thêm một đống thịt thúi đem về nè. Đó. Rồi sẵn tiện này mình sẽ đi trao đổi với con nhân làng các bạn, trao đổi hết luôn. Đó. Và mình đã biết được rằng là ta sẽ làm gì với lại hai cái chỗ trống kia rồi các bạn. Đây nè, đây hai chỗ này nè, đây như bạn thấy là cái chỗ này mình nói là mình không biết nên cho cái con nhân làng nó học nghề gì đúng không? Thì bây giờ mình đã biết rồi bạn. Mình sẽ cho nó làm, mình sẽ cho hai loại luôn đi. Đó. Đó là cái nghề bán áo giáp với lại cái nghề làm công cụ bạn, đó, làm công cụ bạn. Bởi vì hai cái con đó, nếu hai cái con đó đó, nếu như mà bởi vì đơn giản là hai cái con dân làng đó đó là nó có đổi sắc. Nó có đổi sắc với mình mà mình thì có máu phàm sắc nữa. Đó cho nên thành ra là chúng ta sẽ làm ở một cái trò, chúng ta sẽ có một cái chỗ để mà trao đổi sắc ở chỗ đó ha. Nhưng mà ta kiếm emerald thôi chứ không có gì chân chuỗi mọi người. Đó, không có gì chân chuỗi á. Rồi nhân tiện đây mình cũng đã có được khoảng 53 cái emerald rồi. Đây trao đổi cái này, trao đổi ít đá phát sáng luôn. Rồi. Rồi được thiệt tình chứ. Đó quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Đó, xây được một công trình đâu phải đơn giản đâu. Nhất là ở trong cái thế giới phẳng, ở trong cái thế giới phẳng quỷ yêu này đó mọi người. Đó. Đâu phải dễ đâu mọi người. Không hề dễ chút nào hết trơn chổi á. Như quý vị thế, có dễ đâu. Đó. Trời ơi, thiệt tình chứ. Khổ đó mọi người quý vị. Đâu quý vị thấy khổ không? À. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra một ít vàng mình đổi một ít cái mình sẽ đổi một ít cái đá phát sáng này luôn đi, trao đổi cái này đi cho mà ta lấy trao đổi cái này để mà ta lấy một ít emerald. Rồi ok bạn ơi, thì mình đã trao đổi được một ít đá phát sáng rồi ha. Và trời nó cũng đã tối luôn bạn, nó trời ngoài kia đây bạn đề bà trời, cho nói chung là thời gian trong game nó đã chuyển sang trời tối luôn rồi, nó không còn là ban ngày nữa. Ok thiệt tình chứ, mình thật sự không hài lòng về cái năng suất hiện tại bây giờ một chút nào luôn bạn. Ôi chỉ vì đơn giản là thiếu cái đá phát sáng này thôi mà chúng ta phải chật vật rất là nhiều bạn, chật vật khá là nhiều luôn. Còn có bị thiếu đá các bạn, mình cũng đã bỏ ra một số thời gian khá là, như bạn thấy lúc nãy là khá là ba cây cúc, ba cây cúc kim cương đó. Mình farm cho nó đỏ lẻ cho luôn, ba cây cúc đó mình farm cho nó đỏ lẻ cho luôn để mà chúng ta có tiếp, chúng ta tiếp tục có đá đó mà chúng ta làm mọi người đó. Mà chưa dĩ chân là tới ngày ngày hôm nay là ngày 695 mà đó. Thì ngày 1.000 thì có thể là nó sẽ tới sớm thôi, nhưng mà có điều á mình nghĩ nha, đây như mình nghĩ là có thể là nó sẽ không đủ. Ok tức có nghĩa là như bạn thấy là chúng ta đang xây những cái cột như thế này bởi vì mình ngủ liên tục á nên là ngày nó trôi qua khá là mau đó. Thì theo mình nghĩ á, nếu như mà chúng với cái tình trạng hiện tại nha, với cái tình trạng hiện tại bây giờ nè, nếu như mà mình tiếp tục mình ngủ á thì có thể là chúng ta sẽ tới được 1.000 ngày thôi, nhưng mà có điều là cái công trình kim tự tháp của chúng ta nó sẽ kiểu như là nó chưa xây xong bạn, nó sẽ vẫn còn dang dở này cái nọ các thứ đó, cho nên nó là thì bây giờ mình đang băn khoăn đó là không biết đó là mình đang băn khoăn giữa hai chuyện đó, là một á là chúng ta sẽ xây nhanh lên đó, mình sẽ kiểu như là cố gắng mình thao tác tay bàn phím mà chuột các thứ cho nó nhanh nhẹn lên xíu để mà chúng ta hoàn thành cho nó xong cái để mà xây xây nhanh hơn bạn, tăng tốc độ xây để mà chúng ta tăng tốc độ xây dựng lên được chưa. Đó, rồi chúng ta có việc ngủ bình thường đó, tăng tốc độ xây dựng lên và chúng ta vẫn ngủ bình thường đó. Còn hai á thì mình sẽ không tăng tốc độ, mình sẽ xây dựng với tốc độ bình thường thôi, nhưng mà với điều kiện là mình phải thức xuyên đêm, và thức xuyên đêm thì sẽ phải gặp những trường hợp như này đây đó. Đó như bạn vừa mới thấy
thức xuyên đêm thì có thể là giờ sẽ gặp những cái trường hợp như vậy đó. Và nếu như có một em rapper nào đó đứng ngang đây và nổ cái đùng một phát là lúc đó là ôi mẹ ơi con đang ở đâu. Đó. Cho nên nó là bây giờ mình cũng khá là phân vân mọi người. Đó. Nên là ngày 695 mà mình ngủ phát là qua ngày 696 liền. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là 11 giờ kìa, mình sẽ cố gắng mình lót mà tranh thủ vài phút cuối cùng mà. Không, vài phút giây cuối mà, vài phút giây cuối trước khi mà mình nghỉ mà, mình nghỉ quay. Để mà mình đi ngủ thì chúng ta sẽ tranh thủ chúng ta cố gắng chúng ta lót thêm vài cục gạch vào để cho nó đỡ, để cho nó tới được đâu thì hay tới đó đi đó. Vâng, và bây giờ là 11:20-24 rồi bạn. Thì sau một hồi kiểu như là vẫn còn tiếc nuối vài giây phút cuối cùng bạn, vài chục phút cuối cùng mình đã cố gắng kiểu như là mình gắn thêm vài cục gạch vô bạn cho nó kiểu như là được bao nhiêu hay bấy nhiêu mọi người ạ. Thì giờ đây là kết quả. Hay mình gắn thì nó cũng gần xong rồi đó, gần xong rồi. Bây giờ chỉ cần là lắp cái chỗ này lại giờ thêm cái công đoạn là làm thêm cái hình dạng này nó coi như là xong. Ok luôn. Đó. Rồi, thôi em. Thì thôi, rồi, hẹn gặp lại bạn nhau ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ có thể là mình sẽ tiếp tục đi. Mình cố gắng làm cái đó cho nó xong. Mình sẽ cố gắng làm cái đó xong nhanh nhất có thể. Và sau đó mình sẽ chỉnh sửa, edit video các thứ. Sau đó mình sẽ up lên cho bạn xem luôn. Rồi, ok. Bye bye nha. Vâng, và mình đã quay trở lại rồi. Nên chúng ta lại tiếp tục xây dựng. Thật ra là mình đã dự định là tầm 1 giờ mấy. Bắt đầu giờ từ 1 giờ mấy là mình đã bắt đầu dự định là mình dự định 1 giờ mấy là mình bắt đầu quay rồi. Một cái điều là lúc đó không hiểu lý do gì sao buồn ngủ quá. Dạ, lúc đó là mình thức luôn rồi nha. Mình thức giờ lúc 1 giờ luôn rồi. Ok. Sao lại là Steve? Tôi không muốn làm Steve, tôi muốn làm người kia cơ. À, thì lúc mà học online xong đó thì mình tự nhiên mình có cảm giác buồn ngủ thì mình đi ngủ xíu, cái lúc tỉnh giấc thì là 1 giờ mấy rồi đó. Thì mình cũng quyết định là mình sẽ đi quay video liền, nhưng mà có điều là tự nhiên thấy hơi làm biến cho nên là nằm nghỉ một chút, nằm nghỉ sao giờ cuối cùng giờ là tới bây giờ là tới 3 giờ chiều luôn rồi. Thôi kệ đi, dù sao thì có quay là được. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cái công việc đó là xây dựng cái thứ. Lại quay trở lại rồi. Ai hên quá. Trời, linh nghiệm ghê, vừa mới nói là không muốn làm Steve cái không cho làm liền. Hay ghê luôn. Game hiểu ý tôi. Cái game này hiểu ý tôi ghê luôn á. Rồi, hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình làm xong. Vậy thôi. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình xây hết tất cả những cái cột còn lại. Để bạn cố gắng hoàn thành xong. Đó. Cho để mà chúng ta đẩy nhanh tiến độ lên. Bây giờ hôm nay là ngày 996 rồi. Wow, thật là ghê gớm và kinh khủng. Vâng, mình đã quay trở lại rồi đây bạn ơi. Và hôm nay là ngày 720 đó. Và bây giờ là ban đêm luôn. Thì mình đã xây được cũng khá rồi các bạn ơi đó. Thì nguyên một cái hàng này, nguyên một bên mặt này thì mình đã xây được tới cộng 3 cái cột rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một cái cây nữa coi như là một bên mặt đã xong đó. Và chúng ta vẫn còn đâu là một bên mặt bên kia, bên đây và ở đây nữa đó, vậy nó mới xong được. Và hiện tại bây giờ mình đang đứng trên một chỗ khá là cao, bây giờ muốn đi xuống mình phải sử dụng elevator các bạn. Không mình nghĩ là mình không cần sử dụng elevator đâu, mình sẽ xuống bằng cách này nè. Đây, xuống bằng cách này đi. Chứ nếu như bạn xuống bằng Enderpearl á, thì cái lúc đi lên á, thì nó sẽ hơi bị khó khăn xíu. Ok. Thôi mình không có ngủ rồi, mình không ngủ quái nữa, xuất hiện quá trời luôn. Thì bắt đầu thì nói chung á, là cái lúc mà mình xây á, là ngày 9, 690 đúng không? 697, 98 rồi đúng không?
đó. Thì từ bắt đầu từ giây phút đó mình đã có hạn chế ngủ nè, đó, mình đã có hạn chế mình ngủ một xíu đó, cho nên nó là cái thời gian nó chia, cái số ngày nó chỉ mới có là 720 thôi đó. Mình vừa mới ngủ một cái thì nó qua 721 rồi đó. Đây ở đây nè, đây đây cái chỗ này thì đã xong rồi đó, chỉ còn thêm một cái cây cột bên kia nó coi như là xong ha. Để bây giờ mình để mình đi xuống đây mình sẽ cho các bạn xem. Ở cầu thang bây giờ mình có trang trí thêm những cái cây đèn như thế này để mà chúng ta có thể để cho nó sáng mọi người, nó chứ không có gì đâu. Đây à, giờ bên kia kìa, bên kia là cái bên đầu tiên luôn, cái bên đầu tiên mà mình làm luôn à, còn bên đây thì nó xong được bao nhiêu đây nè. Ok, để đi đi xa xa ra trước qua được hồi cho lẹ rồi đó, thì nó như này đây đó. Rồi đó chụp màn ha ấy rồi đó, đây đây sẽ là cái ảnh thumbnail của chúng ta đó, cái ảnh đại diện á đó. Thì công việc thì nó tới đây thôi, mình cứ nghĩ là hôm nay nó sẽ xong, mình cứ nghĩ là hôm nay mình sẽ cố gắng mình xây xong được, ai ngờ ai dè đâu không được bạn đó, ai dè đâu là không được ha. Trong cái lúc mình xây mà mình còn bị xây sai nữa chứ, ở trong lúc xây nó còn sai các bạn, xây sai các bạn. Ví dụ như tôi có nghĩa là trong cái lúc mà mình xây mình ước lượng mình đã có nhìn kỹ lắm rồi, nói chung là nhìn nhìn không được kỹ lắm bạn, nhìn không được kỹ lắm. Nhưng mà như cái lốc này nó, cái lốc này nó phải nằm ở chỗ này nhưng mà cuối cùng mình lại đặt nó nằm ở chỗ kia đó, cho nên thành ra là nó bị sai vị trí đó. Thế nó mới cày, nó cày chỗ đó chứ không cày chỗ nào đâu đó. Thế là mình phải đập ra bạn đó. Mà không phải ở dưới này đâu nha, ở tuốt luôn trên đó, ở trên cao đó kìa, nó đập trên cao nó khó chứ, chứ đập dưới đất là dễ rồi, không đập dưới đất này siêu dễ luôn, chứ đập trên cao rồi nó khó đó. Thì cái đèn này mình lót, mình có lót một cái đèn ở đây đó. Thì lót ở đây thì nhằm mục đích chỉ là hay là đừng có cho quái nó spawn ở đây thôi, thì mình thấy nó hạn chế bớt đi rồi, nó chỉ hạn chế bớt đi thôi nha, chứ nó không có nghĩa là nó không, mà không phải là không có nha, nó chỉ hạn chế đi chút đỉnh thôi. Mà thôi kệ, thà hạn chế còn đỡ hơn, là nhiều đó. Thà hạn chế được còn đỡ hơn là không hạn chế được. Ok đó, đó thì nói chung là mọi thứ thì nó đã như vậy rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình và chúng ta lại tiếp tục một ngày sinh tồn. Bây giờ là 8 giờ 28 buổi tối bạn, 8 giờ 28 buổi tối rồi. Thì bữa nay thì mình nói chung là vào game hơi trễ nha, bởi vì đơn giản là mình lười quá. Học xong bữa nay không biết vì sao mà mấy ngày nay mình cảm thấy mình khá là lười luôn bạn. Học xong mình cảm thấy lười, cực kỳ lười luôn. Đó. Nói chung là hôm nay thì đúng ra là mình học tới tận 11 giờ 20 mình mới tan học bạn, học online nha. À, học online mà học tới 11 giờ 20, 11 giờ 20 mới được nghỉ nha. Nhưng mà có điều là là nguyên lớp luôn bạn, nguyên lớp luôn. Có mấy đứa kia nói là ha, trời em mệt quá, tụi em mệt quá thầy ơi. Cho nghỉ sớm bữa đi. Lúc đó là cho nên ra là nói chung là thầy đó, thầy dạy toán đó. Cái thầy mà dạy môn toán đó thì thầy đó cũng khá là dễ tính nha mọi người, cho nên ra là thầy đó cho nghỉ luôn. Wow. Hình như là chỉ mới có 10 giờ bạn. Mới có 10 giờ 59 nè, đó. Mà thầy đã cho nghỉ luôn rồi, đó. Cho nên là nó cũng hôm nay nó cũng đã khỏe được chút đỉnh ha đó. Thì khỏe thì mặc dù thì được nghỉ sớm thì có khỏe thật, nhưng mà cái điều đó là mình trong trong cái cơ thể mình bạn, mình cứ có cảm giác như cơ thể mình nó không muốn làm gì cho bạn, nó chỉ muốn nằm chảy thay đó thôi, nó chỉ muốn nằm chảy thay, nó không muốn làm gì hết đó, không hiểu sao luôn, rất là lười bạn, rất là lười luôn. Rồi cái còn thêm gì nữa nè, đó là mình mới vừa đi chép bài xong mà không phải chép bài nữa mà là soạn bài mới đúng. Nếu như mà bạn nào mà kiểu như là từ cấp 2 trở lên đó, từ cấp 2 trở lên đó thì sẽ nghe qua cái khái niệm đó là soạn bài mà. Soạn bài tức có nghĩa là các bạn sẽ xem bài trước nè đó, rồi các bạn sẽ xem thử là cái bài đó như nó ra làm sao, nó như thế nào đó, sau đó các bạn chuẩn bị một cái cuốn tập riêng đó, một cuốn tập riêng, rồi sau đó các bạn sẽ ghi chép những cái thứ mà bạn vừa tìm hiểu được ở trong cái bài đó vào trong cái cuốn tập riêng đó đó, và đem vào cho giáo viên, kiểm tra đó, nó vậy đó. Đó thì cái công đoạn soạn bài đó nó rất là mất thời gian, mà mất thời gian, nó mất thời gian vãi luôn á. Ngày mai là có 2 tiết ngữ văn, mà ngày mai là có 2 tiết ngữ văn, thành ra là mình phải soạn tới tổng cộng 2 bài bạn. Thật là mệt mỏi. Thì thật sự mình nói thật với bạn nha,
là cái việc mà soạn bài á, soạn bài môn ngữ văn á, thì mình nói thật mình không có hứng thú với việc soạn bài đó. Mà mình thà mình lên trên internet, mình lên trên YouTube á, mình xem những cái thầy cô giáo trên đó giảng bài các bạn. Ví dụ như ngày mai là học bài này đúng không, mình sẽ lên internet mình xem thử, là mình sẽ xem những video mà thầy cô, những cái video mà thầy cô giảng dạy về cái bài đó các bạn. Đó, giảng mà thầy cô mà giảng về cái bài học đó đó, mình sẽ xem cái đó, mình thà mình xem qua hết một lượt luôn, sau đó mình nhớ được cái gì thì mình sẽ nói cái đó. Chứ soạn bài thì mình không có hứng thú cho lắm, thật mình không có hứng thú với cái việc soạn bài lắm à. Đó. Ok rồi, hôm nay thì nói liên thiên kiểu đó đủ rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tiếp cái công trình của chúng ta. Và có thể các bạn, có thể là mình sẽ ngưng luôn, tức là sao? Thì tức là sao? Tức có nghĩa là sau ngày hôm nay nè, ngày hôm nay thì mình sẽ kiểu như là mình nghĩ là không xây hết được đâu bạn. Có nghĩa là ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ không thể nào mà xây xong được. Cho nên thành ra là mình xây được bao nhiêu á thì mình sẽ kiểu như là thông báo cho bạn á. Ví dụ như mình xây được tới đây đúng không, thì mình sẽ thông báo là tôi xây được tới đây nè, tôi xây được tới đây, tôi xây được như vậy rồi đó. Vậy rồi sau đó mình sẽ kết thúc video này luôn bạn, mình sẽ dừng cái video này tại đây luôn đó, mình sẽ dừng cái video này tại đây luôn đó. Thì tầm khoảng một tuần sau, hoặc là một tháng sau, hoặc là một năm sau thì mình sẽ quay tiếp bạn đó. Thì nói thật với bạn á, cái lúc mà mình nghỉ dịch chưa đi vô học á, thì nó còn dễ, nó còn làm video, còn có thời gian làm video rồi các thứ. Bây giờ vô học rồi, cái thời gian làm video của mình nó bị thu hẹp lại cực kỳ ghê luôn bạn. Cái thời gian làm video của mình bây giờ nó bị thu hẹp lại hơi bị nhiều á, cho nên thành ra là chúng ta không còn được tự do như ngày trước nữa, cho nên thành ra là đành phải chịu thôi mọi người ạ. Rồi ok, vâng, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình hôm nay chúng ta sẽ xây tới tổng cộng là chúng ta sẽ xây tới 10 giờ rưỡi các bạn. Mình sẽ xây tới 10 giờ rưỡi đi, mình sẽ nghỉ và mình sẽ kết thúc video luôn. Còn cái thời gian còn lại thì mình sẽ gửi là dùng đi để học bài các thứ bạn. Thật sự là bài dở đó, bài dở này kia nọ rất là nhiều bạn, nó rất là mệt mỏi. Vậy thôi. Ok, 1 2 3 4 5 6 7, rồi hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình xây được tới, mình sẽ xây sau khi mà mình xây tới 10 giờ rưỡi các bạn đó. Vâng, và ta đã quay trở lại vào đây và mình có một tin thông báo cho bạn biết, đó chính là chúng ta đã hết chân vàng rồi, chúng ta không còn một cái cục vàng nào nữa cho bạn, chúng ta không còn một cái thỏi vàng nào nữa cả đó. Và không còn một thỏi vàng nào nữa thì sao, thì cái số lượng đá phát sáng là chúng ta nó sẽ chỉ hết trong phút chốc mà thôi, chúng ta không thể nào mà sao nhỉ, đây nè, đây như con linh mục này, đây con nhân làng mà làm nghề linh mục nè, chúng ta sẽ lấy vàng trao đổi với nó bằng emerald, và từ emerald đó chúng ta sẽ trao đổi lấy cái đá phát sáng này đó. Mà bây giờ vàng chúng ta đã hết sạch rồi, không còn một cái, đây chỉ còn lại 3 hạt thôi, không còn bất kỳ một cái gì nữa cả, không còn bất kỳ một cái thỏi vàng nào luôn, hết sạch rồi đó. Mặc dù bây giờ chỉ mới 10:27 thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình nên dừng ngay tại đây được rồi bạn ơi. Vì đây là cái quá trình mình làm nè, thì mình đã làm được tới đây rồi, đây chúng ta đã làm được tới cái khu vực này rồi, giờ thì mình chỉ cần thêm 2 cây cột bên đây nữa, đây một cây ở đây đó, một cây đó, cái chỗ đó là cái chỗ mình làm lộn các bạn đó. Kiểu như mình thấy ủa sao kỳ vậy ta, tôi tính làm cái mặt trước, cái phần mặt mà hướng về nhà của mình bạn, hướng về cái chỗ nhà của mình trước, rồi sau đó mình mới làm vòng vòng sau đó, thì mình mới nhìn lại là ủa cái nhà tôi đó mất tiêu rồi đó, mình mới chạy qua đằng sau đây nè, mình mới thấy là làm lộn hướng đây kia đó. Thì mình chỉ cần thêm một cái cây đây, một cái cột đây, một cái cột đây đó, rồi một cái đó, thêm một cái ở kia nữa, rồi thêm 2 cây đằng kia nữa đó. Đó, thêm 2 cây đằng kia nữa, đây đó, một cái đây, một cái đây, một cái đây đó, rồi một cái góc nữa, phía góc đó một cái nữa, ở phía bên góc này một cái, và đây, và ở đây thêm một cái nữa, thế là xong đó. Mình đã làm được tới như đây ha đó. Rồi thì chỉ nói sơ sơ cho các bạn nghe thôi, thì có thể là mình sẽ dừng video tại đây luôn bạn ơi đó, mình sẽ dừng video tại đây luôn và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Và có thể là video sau mình sẽ đi farm vàng, mình sẽ bỏ ra tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ đi, không, 1 tiếng thôi, 2 tiếng nữa bạn, mình sẽ bỏ ra tổng cộng là 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi đi, mình sẽ bỏ ra tổng cộng 1 tiếng rưỡi để mà chúng ta farm vàng, để mà chúng ta lấy vàng nha bạn.
hôm nay là ngày 728 rồi đó. Nếu bây giờ nếu như mình tính toán không lầm thì một một ngày trong một rap là 20 phút, 24 hay là 20 phút gì đó mình cũng không biết. Thôi bây giờ chúng ta tính chẳng là 20 phút đi à. Chúng ta sẽ tính chẳng là 20 phút. Vậy thì một tiếng là bằng 60 giây. Một tiếng là bằng 60 giây. Một tiếng là bằng 60 giây. Vậy thì nếu như mà mình AFK mình farm vàng 2 tiếng á, thì mình sẽ mất 6 ngày bạn. Mất 6 ngày. Ok, mất 6 ngày trong game, không ngủ nha, không ngủ. Thì lúc đó số lượng vàng thì có thể nó sẽ rất là nhiều bạn, nó có thể nó sẽ rất là nhiều. Đó, nhưng mà mình nghĩ là sau khi mà mình xây xong tất cả những cái cột thì có thể là chúng ta tới 1.000 ngày luôn rồi. Đó. Và cái dự án mà cái dự án chuồng bò siêu to khổng lồ của mình á thì mình không biết là mình làm có kịp hay không. Đó. Và thứ hai nữa là mình cũng đang dự định xây cho mình một cái căn nhà khá là nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi bạn. Đó, xây cho mình một căn nhà kiểu như nhỏ nhỏ xinh xinh để cái thứ thôi chứ không có cần phải như kiểu như là cao sang gì quá đâu. Rồi ok. Thì mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Rồi thì mình sẽ dừng video tại đây và hẹn gặp lại bạn cho những video lần sau. Ok, bye bye. Đây cái chỗ này, thì mình xây lên cao được rồi nhưng mà mình vẫn chưa có xây được cái phần này. Đó. Giờ mình chỉ cần xây thêm cái phần mà hình này nè, cái hình hùng này nè. Vô trong cái này nữa coi như là xong. Rồi, vậy thôi. Rồi, bye bye nha. Khoan, để tôi đi ra ngoài này tôi lấy cái ảnh thumbnail đấy. Thì cái đoạn như ngày hôm qua đó, ngày hôm qua thì mình chơi thì mình có lấy một đoạn ảnh. Có cái đoạn đó là mình nói là có một cái đoạn mình nói là mình sẽ lấy cái khung cảnh này làm cái ảnh thumbnail đúng không? Nhưng mà thôi giờ lấy lại đi. Chúng ta sẽ đổi một cái thumbnail mới cho nó đẹp. Mà tôi cũng không biết nó đẹp hay không nữa. Đây thumbnail này nha. Đây sẽ là cái thumbnail mới. Đây sẽ là một cái thumbnail mới. Rồi nha. Rồi bye bye. Rồi thoát game. Rồi hẹn gặp lại bạn vào những video sau nha.